mình đang có trên tay Fio K7, một bộ dãy mã để bàn kim âm ly dành cho tai nghe. Khả năng cao đây là phiên bản nâng cấp nhẹ cho chiếc K5 Pro, do đó mình có thể thấy ngay là thiết kế của hai sản phẩm này có rất nhiều điểm tương đồng. 4 giao thức input được hỗ trợ bao gồm là RCA, Coaxial, Optical và USB 2.0. K7 sở hữu tới 3 chế độ hoạt động riêng biệt. Nổi bật ở phía mặt trước là dãy đèn RGB định vị ngay bên ngoài viền của cụm điều chỉnh âm lượng. Trang bị này rất thích hợp cho những bạn nào có góc làm việc chơi game được setup nhiều đèn đóm. Điểm cộng vô cùng sáng giá đó là K7 được thừa hưởng mạch khuếch đại THX AAA788+ từ chiếc K9 Pro đầu bản. Nhờ đó mà sản phẩm này có thể dễ dàng phối ghép với những mẫu tai nghe full size khó kéo như là Sennheiser HD650. Thay vì chỉ có cổng tai nghe 6.3mm như trên K5 Pro thì bây giờ K7 được trang bị thêm cổng 4.4mm nhằm khai thác hết hiệu năng của bộ mạch full balance bên trong này. Trái tim của Fio K7 là bộ đôi chip dãy mã AK4493S cho khả năng chơi được tối đa các file có định dạng 32bit 384kHz và DSD256. Và hơn thế nữa, một trang bị hiếm thấy ở các đối thủ cùng phân khúc đó chính là bộ cấp nguồn 12V đi kèm đã được trang bị sẵn mạch lọc luôn rồi, nên các bạn yên tâm, em này sẽ mang lại nền âm rất tĩnh. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ nhận được thêm một sợi cáp tín hiệu USB và jack chuyển để có thể sử dụng với các mẫu tai nghe 3.5mm.